Em ơi anh à, chúc sức khỏe nhé. Mày vui quá. Từ đầu đến giờ, bây giờ mới dám hỏi anh, phía bên anh dạo này tình hình công việc thế nào? Thôi cái chú buồn cười, đang nhậu nhiệt anh em vui vẻ đến cái bản chuyện công việc. Thì vẫn đang nhậu đây. Vâng. Mà này anh này, em nghe nói là ở bên Mê Hạ có dự án gì mới à? Cậu cũng thính nhỉ, sao biết? Anh, quê nghĩa mà lại... Thực ra là cũng nghe phong phanh là như vậy. Nhưng mà sao? Các cậu định sang đấy săn à? Sao không thấy nói gì cho anh hết nhỉ? Thì đấy, bọn em đang hỏi anh đây còn gì nữa. Anh yên tâm, bọn em có bao giờ để cho anh thiệt đâu mà anh phải lo. Nào, em mời anh uống hết ly này. Thôi, không hết được đâu. Anh uống đủ rồi, mình say rồi. Thôi, hay là anh em mình đi làm tí văn nghệ nhá. Ê anh, không phải đi đâu cả. Ở đây là văn hóa văn nghệ là đầy đủ luôn ạ. Anh cứ để em ạ. Thế rồi. Thôi mình cứ uống đi. Được rồi. Hết nhá. Ừ. Đây. Vào đây. Đây rồi. Em chào các anh ạ. Giới thiệu với anh, đây là bạn sinh viên trường nghệ thuật. Hôm nay bạn ấy sẽ phục vụ anh em mình. Tuyệt vời. Anh muốn bạn ấy hát bài nào anh cứ yêu cầu ạ. Em ơi, em cứ thoải mái lên nhá. Dạ vâng. Hát cái bài gì mà em thấy hay là được. Dạ vâng ạ. Đây, em cứ vô tư thoải mái nhá. Đâu, tao mới gọi mà. Đây này, tao đi đâu mày làm cái gì? Đây này. Ôi, chết rồi. Chắc là cái dầu mày gọi không hợp bị nấm đầu đấy. Thật á? Thật. Ngồi đấy. Tạ ăn. Xin nhá. Tao ra ngoài gọi đây. Ê! Từ từ. Ra ngoài gọi làm gì cho tốn kém ra. Cái tiền đấy trả cho tao, coi như công làm thêm một hơn. Đi vào đây tao gọi cho. Đi. Con này. Đi vào. Hello. Anh đến lâu chưa?
Trong lúc chờ đợi anh đã gọi đúng cái loại bánh mà em thích và nước cam của em đây. Đúng ý cô nương chưa? Vâng, em cảm ơn. Nhưng mà tự nhiên giờ này rủ đi cà phê, anh có chuyện gì đúng không? Thế chẳng nghe, có chuyện gì mới được rủ em đi cà phê à? Chứ còn sao nữa, em ý lại chả hiểu anh quá đấy. Đấy, có dám nhìn thẳng mắt em đâu. Thôi, nói đi, có chuyện gì? Hiểu nhau phết nhỉ? Ừ. Hôm nay anh đi tiếp khách, anh gặp cái Ngọc bạn em đấy. Ngọc bạn em á? Có chuyện gì hả anh? Anh biết là em chơi thân với nó, nhưng mà anh nhắc nhá, không được để nó rủ dê đi làm thêm đâu đấy. Anh nói em chả hiểu gì. Anh ra đời trước em nên anh hiểu chuyện hơn. Làm cái kiểu đấy có ngày hối không kịp đâu. Rồi ạ, em tưởng gì. Anh yên tâm, cái Ngọc nó khôn lắm, nó chỉ đi hát thôi, không dễ bị dụ.